Chiều ngày 23 tháng 8, phường Văn Đầu tổng kết hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2023. Năm 2023, hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện được phường Văn Đầu triển khai rộng khắp, nội dung hoạt động hè đa dạng với nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Lực lượng phụ trách hoạt động hè nhiệt tình, trách nhiệm, chất lượng các hoạt động được nâng cao. Trong dịp hè, ban chỉ đạo hè phường đã phối hợp với công an quận Kiến An tổ chức tuyên truyền an ninh mạng, kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho các em học sinh trường trung học cơ sở Trần Phú tổ chức chương trình tuyên truyền kỹ năng phòng chống tai nạn tương tích đuối nước cho gần 700 em học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phong, tặng trên 30 xuất quà tổng trị giá gần 20 triệu đồng hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, Đoàn Thanh niên phường hỗ trợ Ủy ban nhân dân phường chuyển tặng quà của Chủ tịch nước và thành phố cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường, tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh, quét dọn khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ phường Văn Đầu, thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, tổ chức bữa cơm nghĩa tình ấm áp yêu thương. Tại nhà võ liệt sĩ tại tổ dân phố Đầu Sơn 2, ban chỉ đạo hè phường các thành viên ban chỉ đạo hè vận động trao tặng 30 năm xuất quà trị giá 13 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ngoài ra, đoàn phường Văn Đầu đã phối hợp với Viettel ra mắt mô hình khu phố 4.0 tại tuyến đường Nguyễn Nương Bằng, Trần Nhân Tông với 80 hộ dân, tạo lập tài khoản mới để sử dụng thanh toán khi tham gia mua bán tại cửa hàng, tổ chức các ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, hỗ trợ nhân dân đăng ký và sử dụng tài khoản dịch vụ công Hải Phòng, định danh điện tử VNEID, xóa quảng cáo sao vặt trái phép. Tại chương trình tổng kết, Hội Nông dân quận, đơn vị phụ trách hè phường Văn Đầu đã tặng 3 xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ban chỉ đạo hè phường tặng giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2023. Ủy ban nhân dân phường tặng giấy khen cho 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án 06 của chính phủ. Hội khuyến học phường tặng 19 xuất quà cho các em học sinh có thành tích cao trong kỳ thi cấp quốc gia và thành phố.